ngỡ ngàng chuyến xe buýt phục vụ dịch vụ đặc biệt giúp du khách no cái bụng đã con mắt. Một công ty chuyên tổ chức các chuyến tham quan du lịch tại thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã đưa ra ý tưởng mới nhằm tăng cảm giác thú vị cho cuộc sống về đêm cũng như thúc đẩy ngành du lịch địa phương. Theo đó, công ty đã mở dịch vụ ngồi ăn lẩu cay trên xe buýt vừa ngắm cảnh quan thành phố về đêm. Trong khi thưởng thức món lẩu cay chứ danh của Thành Đô, những vị khách ngồi trên xe buýt đặc biệt còn thoải mái ngắm cảnh quan khi chiếc xe di chuyển qua những cung đường nổi tiếng nhất trong thành phố. Tôi nghĩ món súp sẽ bị đổ ra ngoài khi chiếc xe di chuyển, nhưng thực tế lại không phải vậy. Ăn ở trên xe buýt giống như trên tàu cao tốc vậy, một nữ du khách chia sẻ. Lượng thức ăn đủ cho chúng tôi và hương vị cũng ngon. Con trai tôi vốn không ăn được đồ cay, nhưng hôm nay nó đã ăn rất nhiều, một nữ du khách khác nói. Công ty lữ hành này dự định mở rộng thêm loại hình kinh doanh như biến không gian bên trong xe buýt thành quán bar, phòng trà và cả một nhà hàng chuyên về các món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên.